Những ngày qua, biển động mạnh khiến nhiều tàu cá gặp nạn. Rạng sáng qua, một tàu cá đã chìm gần đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi với 9 thuyền viên. Ngay sau đó là một cuộc chạy đua cứu nạn nghẹt thở, tìm kiếm 4 nạn nhân mất tích trên biển. Diễn biến ra sau, xin mời quý vị cùng theo dõi. Vào rạng sáng qua, ngày 23 tháng 2, trong lúc di chuyển từ ngư trường Hoàng Sa về bờ, khi tàu cách đảo Lý Sơn khoảng 5 hải lý về phía Tây, tàu cá QNG-96237TS do ngư dân Mai Văn Chí, 46 tuổi làm thuyền trưởng, bị phá nước dọa chìm cùng 9 lao động trên tàu. Nhận được thông tin, tàu cảnh sát biển 4032 đã nhanh chóng đi cứu nạn. Trong thời gian chờ cứu nạn, tàu cá chìm dần. Đến 8 giờ 30 phút sáng qua, tàu cảnh sát biển tiếp cận hiện trường, cứu được 5 ngư dân, còn 4 người mất tích. Tiếp tục tìm kiếm xung quanh khu vực tàu bị chìm. Đến 10 giờ sáng qua, tàu cảnh sát biển phát hiện 4 ngư dân còn lại đang ôm canh nhựa phao trôi nổi trên biển trong sóng to gió lớn, cách điểm tàu chìm khoảng 3 hải lý. May mắn cả 4 đều sống sót. Hiện tất cả các thuyền viên được tàu cảnh sát biển 4032 chăm sóc sức khỏe, đưa vào bờ an toàn.